Thưa quý vị, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, miền Bắc được dự báo sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới và khiến trời trở rét, nền nhiệt giảm. Đây là thông tin được khán giả quan tâm để có kế hoạch du xuân phù hợp cho những ngày nghỉ Tết. Và để giúp cho quý vị có thêm thông tin chi tiết hơn về thời tiết các ngày nghỉ Tết cũng như là xu hướng thời tiết năm 2024, phóng viên của kênh VTC16 đã có cuộc trao đổi với một chuyên gia đến từ công ty cổ phần Weather Plus. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Khánh Toàn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của VTC16 ạ. Tết Nguyên đán thì cũng đang rất là cận kề rồi và thời điểm này thì người dân cả nước đều rất là quan tâm đến tình hình thời tiết trong những ngày nghỉ Tết. Vậy thì anh Toàn có thể cung cấp những cái thông tin chi tiết để quý vị khán giả có thể nắm được ạ. Trong dịp Tết sắp tới, với khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì thời tiết sẽ có rất là nhiều những cái sự chuyển biến do ảnh hưởng của một cái đợt không khí lạnh. Thì dự báo từ nay cho đến khoảng là ngày 29 Tết thì thời tiết sẽ có xu hướng là sẽ chuyển nhiều mây và có mưa ở các tỉnh thành ở khu vực phía Đông cũng như là khu vực phía Bắc Trung Bộ. Về mặt nền nhiệt thì dự báo khoảng ngày 30 Tết sẽ là thời điểm mà rét nhất của cái đợt ở khu vực phía Bắc. Nhiệt độ giảm thấp nhất có thể giảm xuống khoảng từ 13 đến 16 độ đối với khu vực đồng bằng, và vùng núi thì có thể giảm là khoảng từ 10 cho đến khoảng 13 độ đối với khu vực vùng núi và núi cao thì có thể xuống dưới 9 độ. Tuy nhiên thì trong giai đoạn từ ngày 30 Tết đến khoảng ngày mùng 3 Tết thì thời tiết sẽ có xu hướng là chuyển nắng ráo và khô hanh ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, và từ sau ngày mùng 4 Tết thì thời tiết lại có xu hướng là chuyển nhiều mây và có sương mù và mưa phùn. Thì với cái sự thay đổi thời tiết như vậy thì các cái hoạt động của người dân có thể sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều. Đối với khu vực phía Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cũng như Nam Bộ thì thời tiết lại chủ yếu sẽ là thời tiết tốt và có nắng nhiều. Đặc biệt là với khu vực Nam Bộ thì cần phải lưu ý có thể xảy ra là hiện tượng nắng nóng với cái khu vực miền Đông Nam Bộ trong thời điểm Tết Nguyên đán, với nhiệt độ cao nhất thì có thể lên đến là khoảng từ 34 cho đến khoảng 36 độ. Trong tháng 2 sắp tới thì miền Bắc liệu còn đón thêm những cái đợt không khí lạnh nào nữa hay không, và liệu rằng có đợt không khí lạnh nào mà nhiệt độ sẽ lại giảm sâu như là hồi cuối tháng 1 vừa rồi hay không ạ? Từ nay cho đến hết tháng 2 thì sẽ có khoảng từ 2 đến 3 đợt không khí lạnh như vậy. Trong đó thì dự báo là sẽ có một cái đợt không khí lạnh mạnh trong thời tiết Tết sắp tới. So với đợt không khí lạnh đợt rét đậm rét hại vào thời điểm cuối tháng 1 thì đợt này có những cái điểm khác biệt. Đối với đợt cuối tháng 1 thì không khí lạnh hoạt động khá là mạnh và tăng cường liên tục, tức là liên tục có những đợt không khí lạnh di chuyển xuống và kéo dài. Tuy nhiên đợt này thì sẽ chỉ có một đợt và sau đó thì không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch đông luôn. Vì vậy mà nó sẽ không có khả năng là sẽ kéo rét, gây nên rét kéo dài. Còn lại thì thời điểm nửa cuối tháng 2 thì nhận định là sẽ không có một cái đợt không khí lạnh nào có cái cường độ mạnh như đợt Tết sắp tới, và cũng như là sẽ không có khả năng gây rét đậm rét hại trên diện rộng. Nhìn chung thì tình hình thời tiết trong năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào, và liệu rằng có cái hình thái thời tiết cực đoan nào mà chúng ta cần phải cảnh giác hay không ạ? Chúng ta đang dự báo trong quý 1 thì hiện tượng El Nino sẽ vẫn duy trì, và trong khoảng thời điểm mùa hè thì có xu hướng sẽ chuyển dịch sang pha trung tính, và đến cuối năm thì có khả năng là sẽ chuyển sang hiện tượng La Nina. Tuy nhiên thì với Việt Nam của chúng ta thì nhận định trong năm 2024 sẽ có những cái đặc điểm chú ý. Với khu vực Nam Bộ thì tình trạng nắng nóng và khô hạn thì dự nhận định là sẽ phải xảy ra gay gắt hơn so với năm ngoái. Vì vậy mà các cái tình trạng liên quan ví dụ như là thiếu hụt nước hay là tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với lại cùng kỳ năm 2023. Với khu vực Bắc Bắc Bộ thì thời điểm 3 tháng cuối năm thì có thể sẽ xuất hiện những cái kiểu hình thời tiết nó khá là bất thường, ví dụ như là có thể là ấm nóng kéo dài trong thời điểm đầu mùa đông, hoặc thậm chí là giá rét xuất hiện cực đoan. Đối với khu vực Trung Bộ thì chúng tôi nhận định rằng 3 tháng cuối năm 2024 thì sẽ có cái lượng mưa nó xảy ra nhiều hơn so với lại cùng kỳ 2023. Với tình hình bão lũ thì nhận định của chúng tôi trong thời điểm khoảng 3 tháng cuối năm 2024 thì tần suất các cơn bão có thể là sẽ có xu hướng nhiều hơn so với lại năm 2023 vừa rồi. Với khu vực tập trung chính thì hoạt động chủ yếu ở cái khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực Bắc Bộ là chủ yếu. Ví dụ như là các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế trở ra đến khu vực Thanh Hóa. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh. Thưa quý vị, mới đây một tài xế xe khách tuyến Nam Định Móng Cái bị xử phạt số tiền là 20 triệu đồng vì nhồi nhét 81 người trên một xe, cao gần gấp đôi so với quy định. Cụ thể, mới đây Công an thành phố Hải Phòng đã phát đi thông tin trạm cảnh sát giao thông Quang Trung thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa quyết định xử phạt tài xế xe khách chở vượt gần gấp đôi số người so với quy định. Trước đó, trên quốc lộ 10 đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung kiểm tra xe khách dường nằm biển kiểm soát 18B02538, loại xe 41 chỗ nằm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe nhồi nhét đến 81 người, vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông. Căn cứ mức độ vi phạm, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng, buộc nhà xe chuyển hành khách sang phương tiện khác, đồng thời yêu cầu lái xe phải cam kết không tái phạm.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày hôm qua mùng 4 tháng 2, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đã bắt đầu tổ chức những chuyến tàu, chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết hoàn toàn miễn phí. Gia đình chị Thơm có mặt tại ga Sài Gòn từ khá sớm để chuẩn bị về quê đón Tết trên chuyến tàu mùa xuân. Từ tỉnh Quảng Bình vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, cả năm qua, công việc hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn khi doanh nghiệp không có đơn hàng. Những tưởng phải ở lại đón Tết xa quê, nhưng may mắn đã đến với gia đình chị. 3 năm rồi đó chưa được về thăm nhà. Nên là với lại quê là ba mẹ cũng già rồi, yếu rồi á. Nên là công ty hỗ trợ nên là tụi em cũng đăng ký về. Hỗ trợ cho hộ gia đình luôn, 4 người luôn. Là miễn phí vé về 1 chiều. Một chiều là gần 8 chiều á. Gần nửa đời người, lần đầu tiên gia đình chị Liên trải nghiệm đi tàu trong khoang giường nằm tiện nghi. Rời Bình Định vào làm công nhân trong khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 20 năm. Nhiều cái Tết qua, cả gia đình chị không đủ điều kiện về quê. Vì thế, khi Tết năm nay được tặng vé tàu Tết, cả nhà đã hồi hộp mấy đêm liền. Ba mẹ của em thì già rồi, 90 mấy rồi, nói chung là cũng mấy năm nay chưa có về nữa. Thì hôm nay thì nói chung là bên công đoàn cho giấy tàu, bữa nay chị đi lần đầu tiên luôn á. Gia đình đầu tiên luôn á, ấy là rất là hiểu mong muốn luôn á. Chương trình tấm vé nghĩa tình trao tặng vé tàu hỏa do công đoàn các khu chế xuất công nghiệp sẽ đưa 567 hộ gia đình với hơn 2.000 người về quê, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội trên 17 tuyến tàu. Đây là một cái chương trình để dành cho các anh chị là đoàn viên công nhân lao động mà có cái thành tích hoạt động tiêu biểu trong năm và chưa có cái nhiều năm liền chưa có cái dịp về quê đón Tết, thì công đoàn cũng tổ chức cái chương trình để nhằm tạo điều kiện cho họ được sum vầy với gia đình. Cũng trong sáng nay, qua những chuyến xe mùa xuân lăn bánh khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, đưa hơn 200 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và người lao động tự do về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đây thực sự là chuyến xe nghĩa tình. Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay ngày 6 tháng 2 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng tiếp từ 400 tới 500 đồng 1 kg so với cuối ngày 5 tháng 2. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 78.200 tới 79.400 đồng 1 kg. Giá bán trung bình là 78.900 đồng 1 kg. 78.900 đồng 1 kg sau khi tăng 500 đồng 1 kg.